Chị đám cưới rồi bác Tân ơi, nghe nói đám cưới thì chúng ta. Đám cưới kìa, đám cưới về kìa. Ông chồng ông đẹp quá, đám cưới kìa. Người ta đâu trang trí quá. Ông dâu đẹp quá, ông trang trí đâu vậy? Người cô dâu đẹp quá, ông đẹp quá, chồng quá đó khoa. Nghe xôn xao sớm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kìa màu son tươi, chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vội vàng lăng xăng chú quay phim màu, có cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi sớm ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lôi sớm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi uyên ương xứng đôi giữa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cô già nhéo mắt tăm tắn ơi ghen. Mấy thở được xem chiếc áo thời trang chèn áo cưới ngày xưa. Có phải không anh bà chị? Trời đất ơi nó đẹp đôi quá không anh bà chị ơi. Em ơi em có chi mà buồn xò, khi ra duyên tới phiên cái tuổi mình. Còn chờ đôi bên mai mối đưa tin đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bại thơ, trông xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Ủa ông làm gì mà đám cưới sắp nhỏ mà ông rầu dữ vậy? Trời ơi là trời, sao mà không rầu được? Ông thấy không, cả trăm bàn chứ đâu phải giờ giỡn chơi đâu. Trời ơi hai đứa nhỏ nó đi tiếp khách quá, trời tôi lo gần chết đi nè. Ông lo cái gì? Tôi sợ nó không có còn sức để mà động phòng. Ôi trời ơi, vậy lo cái chuyện hà rứa không à. Tôi lo là nó không có sức để làm gì biết không? Làm gì? Cài trả nợ. Đứng đầu trời quá đất. Nói gì nè, ông đã đi mừng cho tụi nhỏ chưa? Trời ơi tôi già cả làm gì có tiền, tôi lết cái thân tôi tới đây dự đám cưới là tụi nó mừng gần chết rồi. Thôi đâu có được đâu, thôi nè bây giờ tôi đưa ông 100 nè, ông mừng tụi nó cho nó vui. Cảm ơn ông nha. Ông làm vậy? Tôi trích lại 20. Ông trích 20 để làm cái gì? Lát tôi đi xe về. Hả? Vậy cũng được nữa hả? Nghe xôn xao sớm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kìa màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vội vàng lăng xăng chú quay phim màu, có cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi sớm ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lôi sớm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi uyên ương xứng đôi giữa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cô già nhéo mắt tăm tắn ơi ghen. Mấy thở được xem chiếc áo thời trang mà chen áo cưới ngày xưa. Xưa kết hợp với này đẹp. Trời đất ơi đẹp đôi quá. Em ơi em có chi mà buồn xò, khi ra duyên tới phiên cái tuổi mình. Còn chờ đôi bên mai mối đưa tin đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bại thơ, trông xa như bướm bay vườn hoa thước tha vào nhà. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai, cầu mong đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nhé em, đêm nay mới là đêm động phòng. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai, cầu mong đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nhé em, đêm nay mới là đêm, là đêm, là đêm động phòng. Trời đất ơi, hôm nay chắc là có động đất nè. Dạ, xin được chào mừng quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị khán giả và Hòa Hiệp, bạn có biết không, mùa xuân người ta thường gắn với mùa yêu hay là mùa cưới sẽ thường bắt đầu từ tháng 8 cho đến tháng 2 âm lịch, khi mà mùa màng đã thu hoạch xong và người ta thường gọi là lúc ra duyên đó. Chính vì vậy mà mình hay có câu ra duyên anh cưới em. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chọn một chủ đề thật vui tươi cho chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân, đó là lời tình xuân. Và cũng xin được cảm ơn Hòa Hiệp với ca khúc Rước Dâu Miệt Vườn đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay.
gió mây nghe hồn tái sinh. Này đây cánh hoa xin dâng đến người, đời như nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang xôi reo như dãy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này hỡi xôi mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này hỡi xôi mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Chào đón người, này đây có cây xanh gợi ý tình, này đây gió mây nghe hồn tái sinh, này đây cánh hoa xin dâng đến người, đời như nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang xuôi reo như dãy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này hỡi xôi mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này hỡi xôi mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Dắt nhau đi trọn kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này hỡi xôi mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Này hỡi trái chín thơm ngọt quá, này hỡi những đóa hoa rực lá, này hỡi xôi mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Này hỡi xôi mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Nhân nói chuyện đến những mùa cưới, những cặp yêu nhau, thì Đình Tàng cũng nhắc quý vị là ngày xưa khi những cặp trai gái muốn lấy nhau đến với nhau, thường là họ không biết mặt nhau, mà thường là phải do mai mối. Chính vì vậy mà trong phong tục cưới hỏi ngày xưa sẽ có lễ dạm hỏi. Lễ dạm có nghĩa là người nhà trai sẽ nhờ mai mối, mình hay gọi là ông mai bà mối đó, đến nhà gái hỏi thăm xem tuổi cô dâu như thế nào, rồi nhà gái có đồng ý cưới gả hay không, thì lúc bấy giờ nhà trai mới đem trầu rượu qua và làm lễ hỏi. Để tổ chức mà đi đến lễ cưới thì người ta sẽ nhờ những ông mai bà mối, nhưng đặc biệt là cả hai nhà, bên đàn trai bên đàn gái, gia đình phải là những gia đình quan khỏe. Quan khỏe có nghĩa là gia đình không có tang, và khi đó thì nhà trai mới bắt đầu viết thư hỏi nhà gái rằng họ ăn món gì,
Đôi khi chúng ta thấy tức cười là ủa, tại sao Viết Thư hỏi chị gái ăn món gì để chúng tôi đem qua? Và nhà gái sẽ yêu cầu những cái lễ nghi như thế nào để nhà trai đáp ứng. Nhưng cũng có đôi khi nhà gái thách cưới quá nhiều thì nhà trai sẽ xin bớt xuống. Nhưng cũng có lúc nhà gái không chịu bớt, thế là nhà trai cũng bấm bụng đưa con mình đi cưới dâu. Nhưng cũng chính vì vậy mà hai gia đình xảy ra lục đục vì cái việc thách cưới. Khi Đình Toàn nói tới đây thì chắc chắn chúng ta thấy là ồ, ngày xưa có nhiều cái thủ tục quá, nhưng đôi khi đến nay nó không thích hợp nữa. Bởi vì chúng ta ngày nay, các bạn trẻ thường là chúng ta yêu nhau và chúng ta là người quyết định hạnh phúc của mình. Với chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân thì Đình Toàn biết có một phần mà quý vị khán giả cũng rất mong đợi nữa. Đó chính là những câu chuyện vui, những tiểu phẩm được các nghệ sĩ trình bày một cách duyên dáng, mang đến cho mọi người rất nhiều những tiếng cười trong ngày đầu năm mới. Ngay bây giờ, chúng ta hãy dành thời giờ và sẵn sàng cười thật vui với câu chuyện tiếp theo của chương trình quý vị nhé. Trời ơi, cái gì mà đông dữ vậy không biết à. Trời ơi, dễ sợ. Tôi không có hỏi đâu, tôi để cho chạy thôi. Được bao lâu? Anh ơi, anh. Ủa, anh mệt rồi ha. Anh làm ơn cho tôi hỏi á. Gì ông là anh? Cái xe mà đi Vĩnh Long á, lúc 10 gử là đi cho anh. Xe Vĩnh Long 10 rưỡi hả? Dạ. Ủa giờ mấy giờ rồi ta? Tôi không có biết, nãy tôi ngủ quên á thì tôi không biết. Tôi tìm cái bóng để tôi coi bóng tôi nó đổ hướng nào thì tôi biết mấy giờ tôi trả lời cho ông anh. Nè. Hả? Khỏi cần tìm nữa. Sao vậy? Biết rồi. Mới 10 giờ hả? Sao ông anh biết? Đồng hồ bến xe kìa, tôi thấy rồi. Ngồi chơi. Ui. Biết rồi hỏi chi vậy? Thì tôi hỏi làm quen vậy đó mà, với lại giờ tôi mới thấy được cái đồng hồ. Vui vẻ gì đâu mà làm quen. Hên quá, vậy là xe chưa chạy. Ủa ông anh nói đi đâu? Đi Vĩnh Long. Ủa ông anh cũng về Vĩnh Long hả? Ủa thái độ này đừng nói cùng quê nha. Tôi đi Cần Thơ nè. Thì vui. Thì cũng cùng đường mà. Ủa nếu mà nói vậy là đi cùng tuyến luôn hả? Đi cùng chuyến hả? Không. Ông anh về Vĩnh Long thì ông anh đi xe Vĩnh Long. Ừ. Còn tôi về Cần Thơ thì tôi đi xe Bến Tre. Ủa sao Cần Thơ mà đi xe Bến Tre là sao vậy ta? Trời ơi, ông anh không nghe người ta hát hả? Sao? Ai qua Tiền Giang xuống Bà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Sa Đéc hay đi về Kiên Giang, đi về Bình Hải hay là về An Giang. Bến Tre đâu? Bến Tre đoạn nào? Nãy tôi thấy Cần Thơ quê ông thì ông tấp vô đi. Không, nãy ngủ quên ông anh. Uống rồi giờ kêu bắt tài quay đầu xe lại đi. Ve lại. Giang An về đi, đi về An Giang. Con đi về, về, về đi Mì Thơ. Về đi Thơ Cần Thơ, Thơ là Cần Thơ. Ông anh vui tính ghê vậy. Cảm đó. Cảm ơn ông anh. Không nhờ ông anh là tốn chiều xe nữa rồi. Vậy đó, vậy là đi về Cần Thơ. Không, tôi đi quê tôi Bến Tre mà. Là quê tôi ở Cần Thơ nhưng mà quê bả ở Bến Tre. À, là quê vợ ông ở Bến Tre. Không, bà nào á tôi không biết. Tôi quê Vĩnh Long. Chắc chưa? Chắc là Vĩnh Long chưa? Tôi giỡn á, tôi quê Vĩnh Long. Một người gì 30-40 cái quê vậy? Tôi thấy đồng hương mà tôi nghĩ vui tính nên tôi ghẹo đó. Nói chuyện với ông anh cắt nước quá à. Lấy chai nước uống coi. Hai mấy phút nữa kia tới. Ông anh uống ngụm nước chơi anh. Không, tôi muốn đâu. Uống đi mà. Không, tôi không uống đâu. Trời ơi, nước dừa chứ có phải nước mắt quê hương đâu mà không uống. Không, dù nước gì cũng vậy tôi không uống đâu. Sao vậy? Rồi bến xe này á, người ta hay bỏ thuốc mê vô đây nè, rồi mình uống vô cái mình xỉu, thấy đồ mình hết trơn á. Ông anh ơi, ông anh còn kiếm hiệp biết kìa, ông anh bị lậm đó. Trước tôi vừa uống cho ông anh có bị gì đâu. Ông anh uống thử một ngụm. Đó, thấy chưa, nói rồi mà, phút giây cảnh giác đó nha. Tôi giỡn đó. Chẳng lẽ thiệt vậy? Uống đi. Không. Uống đi. Không. Ông tin đúng không? Làm ngụm nữa. Uống hết nước rồi. Sao uống xong mà quăng lung tung vậy? Thì hết nước thì dục chứ để làm gì. Ông uống hết nước thì tôi mới tin là trong này không có thuốc mê. Giờ tôi mới uống nè. Ủa? Nãy mời không uống. Ủa? Trời ơi, hết trong đưa tôi rồi quăng đó vậy? Tôi làm cho ông coi đó, lỡ con nít mà nhìn vô bắt chước làm theo đó. Bắt chước cái gì mà bắt chước cái ông này, thiệt tình.
tự nhiên quăng cái chai ở đây à. Tới thấy rồi sao mà không lụm luôn rồi đem đá cha vậy? Không, thầy Dục đâu khuất mắt tôi chứ, Dục đó tôi chướng mắt. Không có được như vậy, ông nè. Cha này gì đâu không. Rồi đó, mình phải làm như vậy mới có văn hóa, hiểu không? Xin bắt đầu. Chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long, chuyến 10:30 sẽ được khởi hành trong vòng ít phút nữa. Xin quý khách khẩn trương ra xe để ổn định chỗ ngồi. Xin chân thành cảm ơn. Chuyến tôi thôi, tới giờ tôi đi nha ông anh. Thôi để tôi đi, đi luôn, đi cùng chuyến mà. Thôi. Gì? Có nặng nề gì đâu mà sách phụ, để tôi sách được rồi. Ông nói cái gì, vỏ của tôi mà. Nãy tôi đi tôi để vỏ trên này mà, vỏ cái vỏ lá của tôi. Ông anh ơi, có nhiều người nói chuyện có duyên lắm, nhưng mà có nhiều người nói chuyện không có duyên là ông anh đó. Tôi mà. Tôi nói vỏ của tôi nha, tôi quạ rồi đó nha. Quạ cái gì, tôi nói cái vỏ của tôi. Tôi nói vỏ của tôi mà. Vỏ của tôi mà. Vỏ của tôi. Tôi nói vỏ của tôi. 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 Tôi vỏ, vỏ của tôi. Buông ra cho. Buông ra. 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 Buông ra cho. Người nào nói trong này có cái gì đúng chính xác, tôi đưa cái vỏ cho người đó. Rồi, giờ tôi nói trước luôn nè. Chú trước đi. Vỏ của tôi á, có một cái áo sơ mi, có một bàn chải đánh răng, có một cái cao dao cạo dâu. Quá. Thấy chưa, tôi nói là cái này của tôi mà. Không có cái gì của chú hết. Tôi. Trong này không có, có. Sao mà có được, của tôi mà. Thôi đưa đây đi cậu. Không, bây giờ là chú phải nói là trong này của chú có gì. Ủa, cậu mắc cười quá. Đó, cái vỏ của hai người không phải của ổng thì là của tôi thôi chứ nói chi nữa. Không được, giờ chú nói không? Tuy tôi nhưng mà... Nhưng... Không nói tịch thu à. Ai nè, trong đó có cái đầm. Cái đầm. Cái đầm. Một cái bộ đồ tóc giả. Tóc giả. Có một cái tóc giả. Trời ơi. À, tính ra là cái vỏ này của chú rồi. Tôi mà. Cũng mắc cười ha, cái vỏ mà đàn ông mà toàn là đồ phụ nữ chổng không à. Vậy chứ ai bận. Tôi mua tôi tặng cho vợ tôi. Thế là bây giờ con giảng quà xong rồi nghe. Cái vỏ này là của chú này. Ừ. Còn cái vỏ của chú là bị ăn cắp rồi. Ừ. Ủa. Ủa vậy vậy vậy. Cái vỏ của tôi. Ê, con nói rồi, cái bến xe á, những ngày Tết nó phức tạp lắm. Nhưng mà bây giờ cái vỏ đó là có vé nè, rồi có bóp tiền trong đó nữa. Bây giờ không có sao tôi về quê bây giờ. Thôi thôi thôi, bình tĩnh đi thôi, cũng đồng hương với nhau à. Coi như là của đi thay người đi. Nè, để tôi lát tôi lấy tiền á, tôi gửi cho ông anh ra rồi mua vé xe khác về cho nó kịp chuyến. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh. Ôi, nhiều cảm nha. Cảm ơn cái gì đâu. Bây giờ có tiền cũng không mua vé được đâu. Ui, hết vé rồi. Chết không. Ui. Ông anh ơi, ông anh. Ai lấy cái vỏ của tôi. Cho tôi xin lại cái vé thôi. Tôi chỉ xin lại cái vé tôi về quê thôi. Tôi không lấy cái gì nữa. Ai lấy thôi, cái vé đi. Coi như là năm nay không về được thì mình đợi năm sau. Chứ bây giờ hết vé rồi, muốn giúp ông anh cũng không còn cách nào nữa. Tôi về quê ha. Tranh thủ đi nha. Chú đi nha con. Mà chú đi chuyến xe gì vậy? Chú đi Vĩnh Long 10:30 nè. 11 giờ rồi kìa. Xe chạy lâu rồi đó. Tại sao vậy? Tại ông không đó. Tại ông mà tôi trễ chuyến xe về quê rồi giờ sao? Bây giờ hết vé về rồi, bây giờ vợ con tôi nó đợi ở nhà. Xe ở cái bến xe mình á, bây giờ là không mua vé được. Thì mình thuê xe ở ngoài, mình bao xe về quê. Trời ơi, con ơi, thuê chiếc xe chứ phải bao thuốc lá, cà phê gì đâu. Cái này nó thuê là mắc lắm. À, không mấy giờ mình làm cái gì cho người ta thương á, cái người ta cho mình tiền. Là chú con thấy nè, cái bến xe mình nó rất là dễ kiếm tiền. Hả? Dễ kiếm tiền hả? Dạ. Tại sao không làm đi? Ừ, đi làm bảo vệ chi? Không, tại vì con không có tố chất. Còn hai chú con nhìn là có tố chất làm liền à. Ủa, cái gì mà phải có tố chất vậy con? Ăn cướp. Không, con nói chưa có rõ ràng. Có nghĩa là mình dàn cảnh ăn cướp thôi. Ừ. Tại vì á, hiện trạng ở cái bến xe của con bây giờ nó phức tạp lắm. Trộm cướp quá trời luôn. À, bên được cái chỗ bảo vệ con á, mới đưa ra một cái thông tin như vậy nè. Ai á mà bắt được ăn cướp á sẽ thưởng nóng. Bây giờ mình tập luyện, mình dàn cảnh bắt cướp đi, rồi khi có ăn cướp thiệt á mình sẽ bắt nó, mình được thưởng nóng. Là bây giờ mình chỉ là dàn cảnh thôi phải không? Dạ. Mình tập thôi phải không? Bây giờ diễn tập thì cũng phải có ăn cướp mà mình đóng thì mình mới đóng ra đúng không?
Đúng chứ tao, tao sao biết là băng cướp. Trời ơi, tôi diễn tập sao lại nó phải chú diễn tập chứ quá, nó bắt đầu để người ta biết chứ. Trời ơi, mình phải làm bất ngờ như vậy, ăn cướp có ai tới cướp mà báo trước đâu. Mà nói thôi nè, tôi không làm cướp đâu, đâu bị đánh đau quá à. Không làm thì thôi. Trời ơi, trời ơi, đang đánh em cũng vậy. Cái gì? Cái vỏ người ta mà cứ làm thì làm. Tại ông cầm cái vỏ đó, giờ ai cầm cái vỏ làng cướp? Ủa, vỏ của tôi mà. Tôi định vậy đó. Cái vỏ tôi không lẽ tôi để vậy hoài. Để vậy luôn đi. Mà thấy làm này không được đâu. Bây giờ mình làm cũng phải kinh nghiệm đúng không? Ví dụ mình làm ăn cướp đi, mình cũng phải có kinh nghiệm mình ăn cướp như thế nào. Đó, đó giống như thằng này nè. Đó, nó làm rất là có kinh nghiệm. Rồi bây giờ kêu bạn con nó trả cái túi lại cho chú đi. Bạn con là ai? Trời ơi, con có mình con trực ở đây à, bạn nào? Thằng nãy đó. Ai biết? Trời ơi, ơi bị đi cướp rồi. Trời ơi, nó lấy cái vỏ nó vô vô trong. Trời ơi, ủa? Cái vỏ gì không có cái đồng kê nào hết trơn á. Nó nghe, bây giờ đừng có làm cái này ha. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là dàn cảnh này nó không có đúng, đừng có làm. Thầy của chú ơi, con nhớ ra rồi. Con thấy người ta là cái bến xe này nè, cái người ta hay hát, rồi người ta múa, rồi người ta diễn kịch, là được cái sự thu hút của những người xung quanh á. Ta lợi ta coi, ta thấy hay quá, ta thấy dễ thương quá, làng ta cho tiền hả? Diễn kịch hả? Dạ, thì diễn cái gì đó mình có nội dung chút xíu, kiểu là nam nữ nè, rồi yêu đương nha. Khoan đi, giờ diễn về tình yêu là phải nam nữ. Bây giờ ba thằng đực rửa đây kiếm đâu làm. Đó, tôi nói rồi, kiếm cái khác làm đi. Thôi mà bây giờ ông ráng nghĩ giùm tôi đi. Làm cái gì? Làm cái gì đem cứ ngồi đó hoài. Trời ơi, làm cái gì mà làm? Trời ơi, còn liên đồ cho tôi nữa, giờ suy nghĩ đi, làm cái gì? Tôi đã tìm thấy người con gái đó rồi. Không hề sắp tặng vô trong phụ chú. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, ai lên xe về quê khoan hả lên xe, ghé ngang gian hàng của chúng em, nghe xem một tiết mục vô cùng vui nhộn nhịp. Tiết mục xin phép bắt đầu. Kìa mình, mình định đi đâu? Lối đi đó tôi chưa định được. Nhưng vì lòng tự trọng, tôi phải ra đi thôi mình à. Nhưng mà mình đi đâu? Em thì bụng mang dạ chữa, không lẽ mình bỏ lại mẹ con em? Mình có bầu rồi à? Phải. Như vậy thì tôi càng phải đi mình à. Tại sao? Tôi phải đi để lo công danh sự nghiệp, về lo cho vợ con của mình chứ. Không, em không cho mình đi. Mình à? Em không cho. Mình phải cho tôi đi. Em không cho. Mình phải cho tôi đi. Sao mình tát tôi? Tao là mẹ mày nè. Đi mẹ. Tại sao vậy hả con? Mẹ ơi, vợ con đã ngăn cản không cho con đi rồi. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà con. Không mẹ, mẹ phải hiểu cho con là đàn ông, con phải lo sự nghiệp. Vậy mà con mới lo được cho vợ con của con. Nhưng mà con có chắc chắn là sẽ thành công hay không? Con chắc chắn, nếu không thành công con sẽ không trở về. Mẹ không cho con đi. Mẹ, con dám đánh mẹ. Tôi nè, chồng của bà nè. Bà nói sao? Mà biết cái gì mà bà cản nó? Tôi nói là nó đúng mà, giống như ngày xưa đó. Nó thấy không? Mỗi gặp tại chim chém. Nó là không phải cho nó đi ra ngoài lập nghiệp. Sao bà dám cản tôi? Tao mẹ mày nè. Bà nội của thằng Phát đây, tao đủ sức tao đánh mày chưa? Mẹ, ngày xưa tao cũng ngăn cản không cho ba mày đi là vì cái chuyện này. Tại sao tới giờ mày lại ủng hộ cho con mày đi? Mẹ ơi, mày phải hiểu chứ. Tụi nhỏ bây giờ nó suy nghĩ khác mình rồi. Nó phải có công ăn, sự nghiệp thì nó mới lo được cho vợ con nó. Nó mới hạnh phúc mẹ. Mày đến mày. Mày dám cãi. Mẹ ơi, tao mẹ sẽ cạo đầu bôi vôi. Mẹ ơi, thả bè đôi sau mày. Mẹ ơi, tao đầu mày mẹ bôi vôi. Mẹ ơi, tao bôi vô đầu mày. Mẹ làm vậy mà. Mẹ ơi, vôi vô đầu. Tao bôi vôi vô đầu mày. Mọi người đừng gì con. Mọi người đừng vì con mà lời qua tiếng lại. Hãy để cho anh đi đi. Ủa không, không đâu có khúc này anh con. Anh đi là lo tương lai cho mẹ con mà. Anh hứa với con là anh sẽ trở về. Khi nào thành công anh sẽ trở về. Anh phải trở.
thăm vợ con tôi nữa. Tôi cảm ơn nha. Muộn rồi, vợ con ông không còn ở đó nữa đâu. Sao chú biết? Tại vì vợ ông đang ở đây nè. Vợ tôi đang đây. Tôi nè. Mà bà là bà hả? Không. Tại sao tôi đứng trước mặt ông nãy giờ mà ông không nhận ra tôi? Tại bà dễ râu. Mà ngày xưa bà mình hạt xương mai, đâu có ngờ hôm nay bà Miệp muốn đại ông đó. Ông bỏ tôi ra đi, tôi buồn quá có ăn uống được gì đâu. Rồi kiệt sức, tôi phải vô nước biển đó. Vậy mà một thân một mình lên đây tìm anh? Đâu có. Ông nhìn đi. Trời đất ơi, cái vỏ của tôi nào ơi, tìm được cái vỏ rồi. Thằng ăn cướp, tại sao? Mình ra đây, đi ra đây. Mày dám cướp đồ tao? Con mình đó. Con ơi. Tại sao vậy? Tại sao con lại làm ăn cướp? Những cái chuyện nãy giờ nè, tôi sắp đặt ra đây nè. Tôi á là tôi nhờ chú Phát. Chú Phát là thám tử tư, tìm kiếm ông bao nhiêu năm nay. Bây giờ chú Phát mới tìm được tung tích của ông rồi, gia đình mình mới đoàn tụ được nè. Tôi biết á, là hôm nay là ông mua vé về ông thăm bả với nhỏ, nhưng mà không có dám gặp mặt. Tôi cứ gọi điện kêu bả với nhỏ lên đây gặp mặt ông cho bằng được đó. Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi. Bây giờ mình về dưới để dẫn lại từ đầu. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Cảm ơn chú Phát nha. Ủa rồi tôi sao? Đi về quê ăn Tết chung với tụi tôi luôn. Phải vậy chứ. Đi con ơi. Dạ. Đi. Con xe hướng nào? Ông nghe mình. Em ơi. Ông ơi này. Đúng số rồi đại gia. Thưa quý vị, khi chúng ta tồn tại trong cuộc sống thì mọi người thường hỏi là: thế thì bạn sống để làm gì? Để mưu cầu điều gì? Và tất cả chúng ta đều nhanh chóng trả lời, đó là hạnh phúc. Thế thì như thế nào là hạnh phúc, thưa quý vị? Đặc biệt là với những người yêu nhau, chúng ta có rất nhiều những định nghĩa về hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc chỉ là im lặng ngồi gần nhau không nói gì cả, hoặc là hạnh phúc là có người cùng biết lắng nghe, biết chia sẻ. Có rất nhiều khái niệm về hạnh phúc khác nhau, nhưng có một bài hát mà Toàn thấy ở đó định nghĩa hạnh phúc rất đáng yêu, mà ngày hôm nay bản thân Toàn muốn giới thiệu đến quý vị khán giả của chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân của chúng ta. Trong đó viết rằng: hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Một ca khúc từ rất lâu, nhưng chắc chắn khi âm nhạc cất lên cũng sẽ làm xao xuyến lòng người và khiến cho chúng ta cảm nhận hạnh phúc theo một cách khác. Mời quý vị cùng đón chào phần trình diễn của ca sĩ Ngọc Ánh trong một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trận bình yên, anh lính về thăm phố, cô gái
hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Khi tạm biệt mùa xuân, anh lính về biên giới, cô gái vào ca ba. Họ tạm xa từng ngày qua, lòng thiết tha thầm nhớ. Họ vững tin rồi mùa xuân sẽ quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy, đơn sơ mà thắm nồng. Xin được cảm ơn chị Ngọc Ánh. Xin chào Đình Toàn. Dạ, một bài hát mà lâu lắm rồi nghe lại mà thấy rất là hay. Thật ra trong bài này em thích nhất câu là họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Là đúng vậy. Khi là chỉ cần chúng ta bên nhau thì sẽ luôn luôn có mùa xuân, đúng không chị? Mùa xuân luôn luôn bên cạnh tình yêu. Dạ, chính vì vậy mà ông bà mình thường có câu điểm như là đa duyên anh cưới em vậy đó, giống như là có mùa xuân thì xuân này anh sẽ cưới em, như kiểu vậy. À, khi mình nói về đám cưới chị vào những ngày xuân thì chúng ta thấy là ở trên thành phố, giống như bản thân em đi, khi lớn lên thì mình thấy là đám cưới ở trên thành phố rất là nhiều rồi, cô dâu chú rể mặc áo dài, cũng có mặc sô rê, cũng có đi tới nhà hàng đấy. Nhưng mà mình không biết ở dưới quê á chị, thì đám cưới như nào, chị Ánh có biết những cái đám cưới ở dưới quê không? Trước hết Ngọc Ánh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Theo như Ngọc Ánh biết và Ngọc Ánh đã từng trải qua, và cái đó cũng là kinh nghiệm của bản thân, thì Ngọc Ánh đã từng có một đám cưới trên đường quê. Là đám cưới của chị? Đám cưới của chị. Ở trên đường quê? Trên đường quê. Nó sao kể em nghe nhé. Em có tò mò không? Dạ rất tò mò. Lúc đó quê của bên chồng là ở Vĩnh Long, ở Vũng Liêm. Vô sâu. Vô sâu chút xíu thì từ ngoài Vũng Liêm đi vô trong nhà để làm lễ là có một cây số đường đất. Dạ. Xe hơi không có vô được. Dạ. Xe nhà gái không vô được. Dạ. Và vì vậy mình phải đi bộ. Anh mới suy nghĩ, anh mới nghĩ ra. Ngọc Ánh đã từng đến ăn ở nhà hàng thì dạ, thấy có mấy cái người phục vụ ở đó, họ mặc đồ giống như là lính thú đời xưa vậy đó. Dạ, họ mặc quấn xà cạp và đội cái mũ của lính thú đời xưa, nón lá nhọn nhọn nhỏ nhỏ, rất là đẹp. Cho nên Ngọc Ánh có một người quen làm ở đó, thế là xin hỏi mượn 4 bộ đồ của nam, 4 bộ đồ. Sau đó rồi mới gọi về ở dưới quê chuẩn bị cho một cái cây tầm vông. Cái cây tầm vông nó dài vậy nè, và cột một cái võng ở trên đó. Thì bên nhà trai sẽ cử ra 4 anh thanh niên lực lưỡng. Và Ngọc Ánh mướn luôn 2 cái lọng. Dạ. Ngọc Ánh sẽ ngồi trên cái võng đó. À. Chú rể thì đi phía trước cầm bó hoa, và có một người lính thú đời xưa nó mặc đồ xà cạp vậy đó, đẹp vậy đó, che cái lọng cho chú rể. Dạ rồi. Và phía sau thì 2 người gánh cái võng đó, rồi có một người che lọng cho mình nữa. Cho cô dâu. Mấy anh mà quay video là mấy anh chạy trên cái bờ đất bên kia. Dạ. Anh lấy luôn nguyên cả cái ruộng vàng xanh gì đó, qua con đường đất một đoạn dài như vậy. Và khán giả là người ta cũng biết mình là Ngọc Ánh đó. Dạ. Nên là người ta nối đuôi theo với nhà gái và thành nhà trai, cái đoàn rước thành dâu. Một đoàn rước dâu rất là dài vô tới trong quê luôn. Trời, em đang nghĩ chắc là cái hình ảnh sẽ rất là lãng mạn và rất là ngộ ngay lúc đó ở trong mắt mọi người nữa, đúng không? Đúng rồi, mọi người nói là hay quá, không thể nghĩ ra được.
vì cái cách nào để có thể mà mình đi vô trong đó mà mình không mệt. Trời, mình nghĩ cho mọi người lắm, cách nào mình đi không mệt cho bốn người kia mệt chơi. Mà nghĩ là cũng thương là mấy người, hai người gánh. Và thật ra chúng ta biết là ở nông thôn thì cái đường xá nó không có thuận tiện lắm. Ngoài cái việc là mình phải đi trên đường đất nè, em thấy có rước dâu bằng xe ngựa nè, hoặc có khi là xe bò nữa chị. Nhưng mà mỗi thứ nó đều tạo ra một cái nét đặc trưng đẹp. Dạ, và nó làm thành một cái ký ức khó quên trong lòng những người yêu nhau, đặc biệt trong cái ngày quan trọng của mình. À, nhưng mà em biết là đặc biệt là ở những vùng sông nước như miền Tây, họ còn một cái tục lệ rước dâu nữa, đó là rước dâu bằng thuyền. Dạ đúng rồi, tại sông nước á, nhiều khi mình đi bằng thuyền, bằng ghe. Rất là đẹp luôn. Dạ. À, và khi chúng ta đang nói về việc đón dâu bằng thuyền thì em nghĩ chắc chắn này chị Ngọc Anh biết nè, có một bài hát rất là nổi tiếng và miêu tả rất đặc sắc một cái đám cưới ở trên sông. Đó là bài Thuyền Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Và chúng tôi mời quý vị tiếp tục thưởng thức trong chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân đêm nay với phần trình diễn của ca sĩ Khánh Hoàng và Cẩm Loan. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui. Trên sông dài thuyền hoa sáng, bao cô nàng mình cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Xuôi mái trèo vui bên thanh bình, ta sống thành thời. Làng quê ta hôm nay vui quá, giúp em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hoa khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bến xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Yên lành xuôi mái trèo vui bên thanh bình ta sống
rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Cũng xin được thay mặt quan viên hai họ chúc mừng hạnh phúc của đôi trẻ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thưa quý vị khán giả, chiếc thuyền hoa của họ cập bến hạnh phúc. Đó là một cái kết viên mãn cho chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân của chúng tôi đêm nay. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Hero phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chúng tôi sẽ gửi lời chào tạm biệt quý vị, nhưng sẽ gặp lại nhau vào tuần sau với chủ đề Thời Thanh Xuân. Ơi hò khoan, ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Sông sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân với không gian gợi lại những ký ức của ngày xưa, những câu chuyện lãng mạn của một thời thanh xuân. Chiều nay mưa rơi rơi, anh với em thật tình cờ gặp nhau như trong mơ, ta trúng mưa và đợi chờ. Chuyện bâng quơ đâu đâu, những xuyên sao gặp lần đầu, và lòng anh mong chờ mưa mãi. Em hù anh hết hồn, dậy em. Dậy. Trời đất ơi, mà trên đây gắn cái gì tên não vậy? Hộp hộp gì nè? Cái này trứng cốt. Trứng cốt? Sao đi hẹn hò mà vú keo dữ vậy? Trời, đâu phải keo. Vậy? Dầu ăn. Gì? Nướng trứng cốt que. Hãy cùng trở về với những cảm xúc của thời thanh xuân với Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1.